Hiện nay, ngành dinh dưỡng nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Xu hướng chăm sóc sức khỏe của người dân tại Việt Nam đã thay đổi. Thay vì phải chờ đến cái lúc là bị bệnh mới bắt đầu vào bệnh viện, thì bây giờ mọi người đã có cái xu hướng là chăm sóc từ chế độ ăn, từ giấc ngủ, chế độ làm việc nghỉ ngơi, tập luyện để có thể tạo ra được cái nền tảng sức khỏe tốt nhất. Và với đa dạng, đa chiều thông tin như hiện nay thì rất nhiều khách hàng họ có phản hồi là họ không biết phải tin vào đâu. Và vì thế mà vai trò của các huấn luyện viên dinh dưỡng ở trong cộng đồng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các huấn luyện viên dinh dưỡng không chỉ tư vấn cho khách hàng một chế độ ăn mà họ còn đồng hành kèm cặp cho tới khi mà các khách hàng có thể áp dụng, ứng dụng được chế độ ăn đấy vào thực tế. Bạn cứ ngẫm mà xem, có phải là trong cuộc sống nhiều khi chúng ta không làm hoàn thành đến tận cùng một việc gì đó, nguyên nhân không phải đến ở cái việc là chúng ta không nắm được cái kiến thức mà do chúng ta không có hiểu đủ rõ, hoặc chúng ta không vượt qua được cái rào cản, vượt qua được cám dỗ. Cho nên là các huấn luyện viên dinh dưỡng sẽ mang đến cho bạn một giải pháp cực kỳ hữu hiệu. Ở góc độ của một người làm nghề huấn luyện viên dinh dưỡng thì nói thật với các bạn, đây là công việc mà làm theo năng lực và hưởng cũng theo năng lực. Bạn có được sự tự do ở trong tâm trí, bạn có đủ thời gian để làm những gì mình yêu thích. Chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng hết sức đơn giản, bạn đã có thể có một điểm để tư vấn dinh dưỡng rồi. Nếu bạn có sẵn những cái cơ sở như là spa, câu lạc bộ yoga, câu lạc bộ aerobic, quầy thuốc, tiệm tạp hóa, nhà riêng thì nó sẽ càng có lợi thế. Còn nếu bạn chỉ muốn làm online thì bạn cũng hoàn toàn có thể. Quan trọng là chúng ta xác định được khách hàng ở đâu thì chúng ta sẽ xuất hiện ở đó. Yobo Academy là một cơ sở đào tạo các huấn luyện viên dinh dưỡng mà được các học viên đánh giá là thực chiến. Chúng tôi tập trung vào đào tạo cái năng lực lõi về dinh dưỡng, trang bị cho các học viên một cái giải pháp về dinh dưỡng có tính ứng dụng cao. Và bên cạnh đó, chúng tôi rất là quan tâm đến cái việc tư vấn cho bạn để giúp bạn có thể thiết kế được một cái mô hình kinh doanh hiệu quả, phù hợp, hợp lý với sở trường của bạn sau khi đã tốt nghiệp. Học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Chúng tôi cũng đã xây dựng sẵn một mạng lưới các huấn luyện viên dinh dưỡng để có thể hỗ trợ và đồng hành cùng nhau sau khi bạn tốt nghiệp. Nếu nói rằng đâu là những cái điểm độc đáo khi bạn học tập chương trình huấn luyện viên dinh dưỡng tại Yobo Academy, thì cái đầu tiên đó chính là chứng chỉ rất là đúng quy định của pháp luật, đúng quy định của Bộ Y tế, đúng quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tiếp theo là chúng tôi có một cái lời khuyên, một cái định hướng rằng là khi chúng ta làm dinh dưỡng ở trong cộng đồng thì phải đi từ cái thói quen ăn uống sinh hoạt của chính bản thân chúng ta. Nghĩa là bạn phải là sản phẩm của sản phẩm, bạn là nhân chứng sống của giải pháp dinh dưỡng cân bằng và lành mạnh đó. Cho nên chắc chắn trong quá trình học tập này, bạn sẽ trang bị được một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý cho bản thân và cho cả gia đình. Một điều tôi rất tự hào đó là chúng tôi luôn luôn hướng tới hỗ trợ khách hàng có thể thu hồi được học phí ngay trong quá trình học tập. Và có rất nhiều học viên họ đã đạt được điều đó, thu hồi được gấp 3, gấp 4 lần học phí chỉ sau trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm tốt nghiệp. Học viên có nhu cầu rất là đa dạng, có những bạn thì muốn xây dựng thực đơn, muốn làm một người huấn luyện viên đơn thuần về dinh dưỡng, có những bạn thì kinh doanh những cái thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Vì vậy cho nên là chúng tôi có một cái định hướng là hỗ trợ các bạn để các bạn có thể biết cách xây dựng nhân hiệu trên Internet, từ việc tạo kênh như thế nào, từ việc nghĩ ra content, nghĩ ra nội dung ra sao để thu hút, làm thế nào để mình có thể xây dựng được niềm tin với tệp khách hàng tiềm năng, làm thế nào để chúng ta có thể có được một công thức live stream trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng mà không bị cạn nội dung. Và bạn biết không, trong quá trình xây dựng nhân hiệu, gần như bạn sẽ được bán đi hết tất cả những cái nỗi sợ hãi, những cái sự trì hoãn. Đây là một trong những hành trình hết sức thú vị khi mà bạn phải đối diện với chiếc máy quay, đối diện với chiếc điện thoại, bạn phải nói chuyện với một cái màn hình, và từ đó sẽ làm cho bạn được rèn luyện. Và vô tình một ngày đẹp trời, bạn bỗng nhiên cảm thấy rằng là mình trở nên ăn nói rất là lưu loát, mình trở nên rất là tự tin. Hóa ra người ta nói rằng là quá trình học tập á, nếu như mà chỉ dừng lại ở việc là nghe, chúng ta chỉ lấy được 10-20% thôi. Nhưng nếu bạn nói lại cho người khác, đó là cái cách học giúp cho bạn có thể mang chuyển đổi tất cả những cái kiến thức của các thầy cô trở thành của bạn, thậm chí 80, thậm chí 90%, thậm chí bằng quá trình đào sâu của bạn thì bạn còn có thể nâng tầm tất cả những kiến thức đấy trở thành trải nghiệm của bản thân, để từ đó bạn chia sẻ cho cộng đồng, những người yêu quý bạn những trải nghiệm hết sức chân thực và hiệu quả. Cuối cùng, chúng tôi xây dựng một cái mối quan hệ rất là lâu bền và chặt chẽ với các học viên. Chúng tôi luôn luôn tìm cách để các bạn có cơ hội được thực hành nghề với các hệ thống đối tác của Yobo Academy. Từ đó giúp cho học viên tự tin hơn trước khi mà chính thức cung cấp dịch vụ tư vấn ra cộng đồng. Đặc biệt,
Yobo Academy sẽ tặng cho bạn một chương trình dinh dưỡng nền tảng và nghề huấn luyện viên dinh dưỡng trong vòng 3 ngày hoàn toàn miễn phí. Đến với chương trình này, bạn sẽ được học về chất dinh dưỡng sinh năng lượng, chất dinh dưỡng không sinh năng lượng, nền tảng của sức khỏe là gì, nguyên tắc của chế độ ăn, tỷ lệ chất dinh dưỡng hợp lý để mang đến cho chúng ta một cơ thể trẻ khỏe. Bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều các thông tin về nghề huấn luyện viên dinh dưỡng để giúp bạn có thêm cái cơ sở đưa ra được những cái lựa chọn, những quyết định phù hợp nhất với thế mạnh của bạn. Nào, nhanh tay đăng ký để có một vé tham gia chương trình nhé. Hẹn gặp lại bạn trong chương trình.